Hello, what's good? Welcome back to my channel. Chào mừng các bạn trở lại với channel của Jockey Nguyễn. Dành cho những ai chưa biết thì channel của mình thì mình sẽ làm về những cái reaction cho những bài nhạc mới và những cái clip về trên mạng. Các bạn cũng có thể gọi mình là Nhân cũng được. Dạo vài ngày gần đây thì mình có nhận khá là nhiều comment cũng như là tin nhắn gợi ý cho mình gọi là cái bài hát để mình làm reaction. Thì thông qua cái phần mở đầu của cái video này, mình muốn cảm ơn tất cả các bạn nào mà đã gọi là gợi ý cho mình cảm ơn các bạn rất là nhiều, và chắc là không mất thời hiệu các bạn nữa. Tới phần intro thôi nào, let's go. Ok, thì như tựa đề của video ngày hôm nay và như đầu video mình cũng đã có nói rồi, thì mình nhận rất rất là nhiều cái comment kêu mà mình làm một cái video reaction cho cái bài nhạc này đi. Thì thực ra thì mình nhờ các bạn mình mới biết tới cái bài nhạc này. Mình không hề biết là ở đây mình thấy là Sony Trần, Tech với lại Blacka ra cái bài nhạc này luôn. Mình không thấy cái thông báo hay là không thấy cái ra mắt gì cả, và ra trong kiểu âm thầm lặng lẽ. Thì ok, mình cảm ơn các bạn rất là nhiều. Vậy thì dành cho những ai chưa xem qua cái bài hát này hoặc là muốn xem lại cái bài hát này, thì mình có để cái link của sản phẩm gốc ở dưới phần mô tả, các bạn có thể click vào. Ok, thì chắc là không mất thời gian nữa, bắt đầu luôn. Và cảm ơn thông qua cái video này, mình cũng muốn gửi một lời cảm ơn lần nữa đến tất cả các bạn đã ủng hộ cho mình ở cái video reaction trước đó, là video reaction cho bài hát MV Tam Giác của anh Phan. Và cảm ơn các bạn rất nhiều. Mình nhận khá là nhiều cái phản ứng khá là tích cực từ các bạn, và mình cảm ơn vì cái điều đó. Và nghe nhạc thôi, reaction thôi, vào vấn đề chính thôi nè, let's go. Liên thuyên nhiều rồi. Ok, thì trước khi bắt đầu thì luôn luôn nhắc các bạn phải uống nước, always stay hydrated, ok? Bắt đầu thôi nào. Sony Trần thì mình không biết bạn này, nhưng mà Tech với Blacka thì tất nhiên là mình biết rồi. Baby, trước khi mình lên giường cho anh biết nhiều hơn về em đi, khéo anh mở lòng, nước mắt chợt đong, cặp mắt hồi lệ, chỉ để đến lúc trần đầy khóc ra sự tồi tệ. Em thích mùa hè để giữ crop top, muốn em qua lên những yêu cả hip hop. Em chính là nữ mà mọi người vẫn thường biết được qua TikTok. Từng đưa lên đỉnh cao không có phép tính, nhưng em vẫn cứ nói em tin vào phép màu. Em sống trong khuôn khổ tình duyên khép kín, nhưng sao gặp anh lại luôn luôn mở. Sự nghiệp on top chỉ muốn tiêu đốt cảm xúc thiếu sót, vì đâu anh ngờ đây mới là cách mà em thường hay đi trước để một trái tim dại khờ. Let's keep it real, anh đến để chill, up on the hill, no pressure. Em cứ Trước tiên thì về con beat ha, con beat nghe khá là chill, nhưng mà về mình không biết, cái này chắc là do cảm nhận riêng của mình thôi. Như mình nói ở những cái video trước đó thì những cái reaction của mình thì đa phần sẽ mang tính chất gọi là ý kiến cá nhân. Thì theo cá nhân mình thì mình thấy cái bạn mình cái verse đầu tiên này này là chắc là Sony Trần hát, tại vì giọng của Tech với là Blacka mình nghe mình biết liền. Thì Sony về cái verse đầu của Sony Trần thì mình nghe khá là mình nghĩ là dùng autotune hơi quá đà, mình hơi bị khó nghe. Mình không biết các bạn có như vậy không, nhưng mà ở riêng mình thì mình nghe nó cảm giác nó hơi bị hơi hơi khó nghe một tí xíu. Nhưng mà đây cũng là cái sản phẩm đầu tiên mình nghe của Sony Trần, nhưng mà mình nghĩ là Sony gọi là những sản phẩm tiếp theo thì Sony sẽ cải thiện hơn về cái này, mong là như vậy. Ok, let's Tự nhiên như bạn bè, mình càng không hạn chế, no measure. Let's keep it real, anh đến để chill, up on the hill, no pressure. Đây mới là cách mà em từng hay đi check để một trái tim dại khờ. Ngay từ giây đầu tiên mình thấy nhau, viết cái Instagram mình lên tận dài mong. Tech chơi autotune luôn hả? Đây là lần mình không biết là trước đó Tech có chơi autotune đâu mà. Nhưng mà đây là lần đầu tiên mình nghe Tech chơi autotune đó. Damn. Nhưng mà mình vẫn thích cái giọng của Tech chơi kiểu old school, chơi kiểu bình thường hơn, độc đáp, gọi là rap thuần hơn là cái xài autotune này, tại vì giọng của Tech
theo ý kiến cá nhân của mình thì khá là chiến. Nếu mà các bạn đã coi cái beef giữa Tech với lại ICD thì các bạn biết cái giọng của Tech khá là chiến rồi. Ok, một điểm nhấn. Anh như một trái tim dại khờ, ngay từ giây đầu tiên mình thấy nhau. Viết cái Instagram mình lên tờ giấy màu, chưa kịp nói một câu, chưa kịp ta chạm tay và hello. Look the way as you say no. Vậy là này làm sao có thể nói dối, sự thật nằm ngay trong mắt nàng. Kìa đôi mắt em long lanh là vì hàm răng tôi rát vàng. You could something on your neck, diamond, so long, hoa hồng. Quanh sau để anh thấy được get yourself naked và kêu anh cứ khoa quần, baby keep silent. Em ơi cần đếch gì phải quan tâm giờ giấc, anh còn đeo đeo đồng hồ. Yeah, hold on a minute, I'm rolling a blunt. We gon' get trippin' straight to the moon like auto. Đó, thấy không? Nghe cái giọng trầm và mình rất là thích cái giọng của Ted. Damn. Em ơi cần đếch gì phải quan tâm giờ giấc, anh còn đeo đeo đồng hồ. Yeah, hold on a minute, I'm rolling a blunt. We gon' get trippin' straight to the moon like ô tô lên mặt trăng. Take off from necklace, take off from bra. Thảo mới sẽ xích để có chỗ em đặt chân. Honey, you taste like mật ong. Thích mình thành đôi hay bản thân? Đây mới là cách mà em thường hay đi check để một trái tim dại khờ. Let's keep it real, anh đang để chill. I'm gonna hear no pressure. Em cứ tự nhiên như bạn bè. Chẳng cả không hạn chế, no measure. Let's keep it real, anh đang để chill. I'm gonna hear no pressure. Let's go. Đêm mới là cách mà em thường hay đi check để một trái tim dại khờ. Đêm mới là mắt môi là thứ anh cần nhắc, có chừng mắt vô là chắc không còn nhớ nhung. Ai rồi cũng dùng tune hay sao? thật sự luôn á. Nhìn nhìn nếu mà ai mà chưa, gọi là chưa nghe cái bài này, nhìn cái tựa đề thì chắc tưởng là kết hợp có Tech với lại Black Ka thì rất là chiến. Nhưng mà vào bài hát thì hai người này lại chơi autotune rất là gọi là phiêu phiêu, rất là lãng tử, không ai nghĩ như vậy luôn á. Mình vẫn thích giọng của Black Ka và Tech chơi rap thuần hơn là cái việc chơi autotune. Nhưng mà ok, ai rồi cũng autotune thôi, ai rồi cũng melody thôi, melodic rồi hết thôi. Trách nhiệm một trái tim dại khờ. Đêm mới là mắt môi là thứ anh cần nhắc, có chừng mắt vô là chắc không còn nhớ nhung thời gian. Em bước đi tưởng bước như trong gắm nhung đèn mờ. Anh phóng theo thăm mắt con bên coi thêm lời hờ. Em đang đi đâu, có nhớ nhung ai, có muốn theo anh no pressure. Phải đi Nemo, chưa thấy nhân gian, có thấy ai không no measure. Em đang đi kiếm người xe nổi đầu trời, anh đi kiếm người làm anh đỡ đau lưng. Em luôn tao gian như đang sống ở showroom, và anh luôn tìm kiếm thêm đôi tay để bảo dung. Anh uống, em uống, em lên, anh xuống. Đường cong trên môi em như đang phiêu nhưng nó chậm. Em nói, anh giỏi, anh nói, em tốt. Lời hứa như mây trôi vì đôi khi anh đốt nhầm. Kiếm cả từ thời cho ta dung hòa. Sắp sự kiến trúc khi ta chung nhà. Nếu như em hứng thì anh tung. Trái tim là máy thì anh lấy đã anh rung. Anh chỉ muốn chiếm lấy. Cái gì cơ? Nếu như em hứng thì anh tung. Ok, cái này ai muốn hiểu sao hiểu ha. Hứng cái này thì muốn hiểu sao hiểu. Ok, Hứng thì anh tung, trái tim là máy thì anh lấy đã anh rung. trái tim là máy thì anh lấy ra anh rung. Ok ok Anh chỉ muốn chiếm lấy thân xác anh, mang đến bao cây đắng anh không để cho em thương. Đây mới là cách mà em từng hay đi check để một trái tim dại khờ. Anh không vấn đề gì khi em có hình dạng. Anh không muốn em lặng như màn kịch cầm, như tòa năm trăm, you know what. Em kéo anh vào chung mình chăm. Oh my god, chẳng thể là người như khoảnh khắc này mình đã từng gặp mà. Oh my god, đâu ai khác, tim em cũng xuất phát từ trong tay người đẹp. Đây mới là cách mà em từng hay đi check để một trái tim dại khờ. Let's keep it real, anh đang để chill. I'm gonna feel no pressure. Em cứ tự nhiên như bạn bè. Anh cả không hạn chế, no measure. Let's keep it real, anh đang để chill. I'm gonna feel no pressure. Đây mới là cách mà em từng hay đi check để một trái tim dại khờ. Let's keep it real, anh đang để chill. I'm gonna feel no pressure. Em cứ tự nhiên như bạn bè. Anh cả không hạn chế, no measure. Let's keep it real, anh đang để chill. Up on the hill, no pressure. Đây mới là cách mà em thường hay đi check để một trái tim dại khờ. Sản xuất bởi Sony Trần luôn à. Đỉnh đấy. Vừa rap vừa sản xuất luôn. Visual Killer B.
Tự sáng tác, mix master luôn à? Wow, tự rap luôn, damn, ok. Vậy mình không biết là trước đó Sony Trần có ra những cái sản phẩm trước đó hay là chưa, nhưng mà thông qua cái bài hát này thì mình thấy là Sony Trần khá là tiềm năng cho tương lai. Cái thứ nhất là bạn Sony Trần này, mình không biết là chắc mình gọi là bạn đi ha, bạn Sony Trần này kiêm khá là nhiều thứ trong cái bài hát này. Sản xuất nè, mix master nè, tự sáng tác tự hát nè. Thì ngoại trừ cái điểm trừ của cái của Sony Trần là cái việc mà thế, ý là chắc là do gu âm nhạc của mỗi người thôi, thì theo cá nhân mình thì ở cái bài hát này thì Sony Trần sử dụng autotune nó hơi hơi nhiều và mình cảm thấy nó hơi là hơi khó nghe và nó không có mượt lắm. Nhưng mà mình nghĩ là ai cũng có gọi là có điểm bắt đầu thôi, thì mình nghĩ là từ cái bài hát này thì sẽ rút ra được nhiều kinh nghiệm hơn và sẽ cải thiện hơn trong những cái bài hát tiếp theo. Và trong bài hát này thực sự là mình rất là bất ngờ cái việc mà Tech chơi autotune. Black Ca ở chơi autotune thì mình đã có nghe rồi, những cái ở bài trước đó hình như với Lil Wayne là mình đã nghe rồi, nhưng mà Tech chơi autotune này đây là lần đầu mình nghe Tech chơi autotune luôn. Và nhưng mà nói mình vẫn thích Tech và cả Black Ka chơi rap thuần hơn. Sẽ có những nghệ sĩ gọi là những rapper gọi là họ 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 đúng chất họ là chỉ chơi melodic, hoặc là đúng chất của họ là họ chỉ chơi rap thuần thôi. Nhưng và theo ý kiến cá nhân mình thì Tech với Black Ka là hai cái rapper mà chỉ hợp với cái việc mà rap thuần thôi. Và cái thứ nhất là do cái giọng của hai cái rapper này rất là chiến và rất là trầm, nghe rất là lực, thì cái việc autotune thì nó bị mất đi cái chất đó. Thì Tech thì trong bài hát này thì phân nửa cái verse thì khúc đầu thì chơi autotune nhưng mà khúc sau có chơi rap thuần lại rồi, nhưng mà riêng Black Ka thì chơi autotune hết nguyên cái verse của mình luôn. Thì theo cá nhân mình thì mình vẫn vẫn muốn nghe Tech với Black Ka rap thuần hơn. Ok, đó là cái ý kiến cá nhân của mình thôi. Có thể là ý kiến của mình khác với các bạn, nhưng mà mình chỉ muốn nói ra những cái điều mà mình nghĩ gọi là nó thật nhất khi mà mình xem cái MV này ở cái lần đầu tiên. Thì mình rất là mong là Sony Trần sẽ keep it up, sẽ ra được nhiều sản phẩm hơn ở trong tương lai và hái thêm nhiều thành công hơn. Đây không phải là một cái lời chê mà chỉ là một cái lời nhận xét mang tính chất cá nhân thôi, và mình rất là mong Sony Trần sẽ gặt hái thêm được nhiều thành công trên đoạn đường phía trước. Ok, thì đấy là cái reaction của mình cho cái bài hát này. Và một lần nữa mình cảm ơn tất cả mọi người đã gọi là những cái người nào mà đã comment cũng như là nhắn tin riêng với mình gợi ý cho mình cái bài hát này. Mình cảm ơn các bạn rất là nhiều. Nếu mà không có các bạn thì mình cũng chả biết cái bài hát này luôn. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và đấy, hài lòng chưa? Ok, thì mình mong là các bạn sẽ có được cái những cái phút giây thật là vui vẻ và đón chờ mình ở cái video tiếp theo. Mình không biết là khi nào, nhưng mà ok, mong các bạn sẽ có được những cái phút giây thật vui vẻ và đừng có quên mình nha. Ok, và chắc là một lần nữa, nếu mà ai chưa xem qua cái bài hát này hoặc là muốn xem lại cái bài hát này thì các bạn có thể click vào cái đường link ở dưới phần mô tả mình có để ở dưới đó, và kéo xuống một tí xíu thôi thì các bạn sẽ thấy cái link Facebook, Instagram và TikTok của mình. Thì nếu mà các bạn có thương mình thì cho mình một follow và một like nhé. Nhớ like cái video này nữa và chúc các bạn có một ngày thật là vui vẻ. Nhưng mà khi Peace and I'm out. Bow.